Chào mừng các em đến kênh Khải Liêm trong bài giảng. Hôm nay Khải xin dẫn các em toán lớp 7 sẽ kết nối chi khối của cuộc sống nha. Trong lúc xem bài giảng của Khải Liêm, nếu các quảng cáo, cứ xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để Khải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học bài 1 chương số 4 tam giác bằng nhau. Trang 20, trang 60 đến trang 62 hình học phạm. Các em từng thấy những viên gạch lát nền hình vuông có cạnh bằng nhau hoặc là những viên gạch hình lục giác đều có cạnh bằng nhau được xếp chồng khít lên nhau. Nếu có những viên gạch hình tam giác đều có cạnh bằng nhau thì ta cũng xếp được chúng như vậy đấy. Do đó người ta nói tam giác đều có cạnh bằng nhau là tam giác bằng nhau. Vậy trong hình học, nếu hai tam giác bất kỳ có chồng khít lên nhau thì chúng có tính chất chung gì đặc biệt, và có những cách nào để biết điều đó mà không phải di chuyển các tam giác này hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này. Như là trong hôm nay, trong chương này mình sẽ học về tam giác bằng nhau, và mình sẽ học các cách để chứng minh là hai tam giác bằng nhau. Đúng không? Giờ bài số 12 mình sẽ học về tổng các góc cho một tam giác. Như giờ trong bài này mình sẽ có khái niệm về tam giác. Thì tam giác mình đã biết rồi. Tam giác là một hình có ba cạnh ba góc, gọi là tam giác. Kiến thức kỹ năng giải thích định lý về tổng các góc cho một tam giác sẽ bằng 180 độ. Như vậy là mình nhớ là tổng các góc cho một tam giác sẽ bằng 180 độ nhé. Còn tổng các góc tứ giác sẽ bằng 360 độ. Mình sẽ quan sát hình này. Người ta có thể xếp các viên gạch hình tam giác giống hệt nhau để trang trí như hình 4.1. Em có nhận xét gì về ba góc tại mỗi đỉnh chung của ba tam giác đó? Từ đó em rút ra nhận xét gì về vị trí của ba điểm ABC? Như vậy mình thấy là tại đây mình thấy có ba góc 1, hai góc. Ba góc với nhau hợp lại sẽ tạo thành một góc bẹt. Có nghĩa tổng ba góc sẽ bằng 180 độ. Và mình thấy là ba điểm ABC sẽ thẳng hàng vì cái góc này chính là góc bẹt, đúng không nào? Góc bẹt sẽ bằng 180 độ nha. Như câu này các em trả lời như sau: ba góc tại mỗi đỉnh chung của ba tam giác tạo thành góc bẹt. Góc bẹt chính là góc là 180 độ, đúng không? Do đó tổng của chúng sẽ bằng 180 độ. Đúng rồi. Và ở đây mình sẽ nhận xét là ba điểm ABC sẽ thẳng hàng vì cái góc này là góc bẹt. Đúng rồi. Nhận xét ba điểm ABC thẳng hàng. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ học về tổng các góc cho một tam giác. Hoạt động một, vẽ tam giác MNP bất kỳ, đo ba góc của tam giác đó, xem tổng ba góc của tam giác MNP sẽ bằng bao nhiêu. Sau đó mình so sánh kết quả của em với các bạn và giúp gia nhận xét. Như vậy ở đây mình sẽ có một tam giác MNN bất kỳ nha. Các em sẽ đo số đo của ba góc cộng lại thì mình sẽ được chắc chắn là 180 độ, đúng không? Và bạn của em cũng vậy. Bạn của em sẽ vẽ một cái hình tam giác MNN hình khác, nhưng mà tổng sau khi tính tổng ba góc cũng là bằng 180 độ không? Được. Như vậy hoạt động một các em trả lời như sau: tổng số đo ba góc của tam giác MNP.
180 độ. Giờ mình sẽ có nhận xét. Thì mình thấy là tổng ba góc của một tam giác bất kỳ sẽ bằng 180 độ. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp vào bài giảng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua phần hoạt động 2. Các một tam giác bằng giấy bất kỳ như hình 4.2a. Mình sẽ đánh dấu ba góc là góc X, Y, Z, các hai góc X, các hai góc Y, Z ghép với góc X như hình 4.2B. Từ đó em hãy dự đoán tổng số đo của các góc X, Y, Z của tam giác ban đầu. Như vậy mình sẽ vẽ một tam giác nha. Sau đó mình sẽ đánh dấu X, Y, Z, đánh dấu ba góc là X, Y, Z. Sau đó mình sẽ cắt cái góc này ghép lên đây, cắt cái góc ghép này lên này. Lúc này mình sẽ được tổng ba góc sẽ là một đường thẳng, chính là một góc bẹt bằng 180 độ, đúng này. Như vậy mình trả lời câu hỏi này sao? Tổng số đo các góc XYZ của tam giác ban đầu bằng số đo của góc bẹt và bằng 180 độ. Đúng này. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp vào bài diễn nha. Giờ tiếp theo, như vậy ta có định lý sao tổng ba góc cho một tam giác sẽ bằng 180 độ. Như vậy đây là một định lý luôn. Và các em sau này các em sử dụng cái định lý này vào bài tập, đúng không? Mình nhớ là tổng ba góc của một tam giác luôn bằng 180 độ nha. Mình không cần chứng minh định lý này nữa, đúng không? Ở đây mình sẽ xem người ta cách mình chứng minh, đúng không? Sau đó mình sẽ sử dụng cái định lý này luôn mà không cần chứng minh lại nha. Tổng ba góc cho một tam giác là tổng số đo ba góc trong tam giác đó, đúng không? Giờ mình xem người ta chứng minh cái định lý này. Giả thiết mình có tam giác ABC, kết luận là tổng của ba góc A, góc A cộng góc B cộng góc C bằng 180 độ. Mình sẽ xem người ta chứng minh. Như vậy ở đây mình sẽ có một tam giác A, B, C, đúng này. Sau đó người ta kẻ qua A kẻ một đường thẳng XY song song với BC. Đây, qua điểm A kẻ một đường thẳng nằm ngang là đường thẳng XY song song với BC. Đúng này. Do XY song song với BC nên mình sẽ có là góc B sẽ bằng góc góc này chính là góc PAX. Góc B sẽ bằng góc PAX. Đây là hai góc ở vị trí solid trong. Đúng này. Tiếp theo là góc C này sẽ bằng góc này. Góc này chính là CAI. Đúng này. Đây là cũng là góc solid. Đây là hai góc solid trong luôn. Đúng này. Như ở đây người ta để là các cặp góc solid trong. Như vậy lúc này mình sẽ có tổng của ba góc ABC. Thì cái góc B này mình sẽ khai bằng góc này chính là góc A chính là BAC. Còn góc B chính là BAX. Đúng rồi. Góc B sẽ bằng góc này nên mình khai góc B bằng góc này luôn. Đúng rồi. Góc C mình khai góc C bằng góc này. Mình khai góc C sẽ bằng góc này chính là CAI. Đúng rồi. Mà ba góc này cộng lại sẽ bằng một góc lớn chính là XAI, mà góc XAI chính là một góc bẹt bằng 180 độ.
Như vậy có nghĩa là góc A cộng góc B cộng góc C sẽ bằng 180 độ. Như vậy mà mình đã chứng minh xong, đúng không? Giờ tiếp theo là mình sẽ có cơ hội trở lại tình huống ban đầu. Tổng ba góc tại mỗi đỉnh chung của ba tam giác chẳng hạn tại B trong hình 4.1 bằng bao nhiêu độ? Thì mình thấy lúc nãy đã hay hay đã giải rồi. Sẽ bằng 180 độ. Và ba điểm ABC là ba điểm thẳng hàng, đúng không? Lúc nãy đã hay đã giải rồi, đúng không? Tiếp theo ví dụ. Số đo, tính số đo của các góc ADP trong hình 4.4. Trước hết là hình A. Hình A là hình tam giác ABC, người ta cho hai góc B và C, mình sẽ tính được góc A. Quy tổng ba góc sẽ bằng 180 độ. Đúng không? Tương tự tam giác DEF cũng vậy, người ta cho hai góc mình sẽ tính được góc còn lại. Tam giác MNP cũng vậy, người ta cho hai góc mình sẽ tính được góc còn lại, quy tổng ba góc. Tổng ba góc cho một tam giác luôn bằng 180 độ. Đúng không? Giờ mình xem cách người ta giải nhé. Trong tam giác ABC ta có góc A cộng góc B cộng góc C sẽ bằng 180 độ. Giờ do đó góc A sẽ bằng 180 độ trừ góc B trừ góc C. Góc B ở đây mình sẽ được 50 độ, thấy chưa? Góc C 60 độ khá vô, kết quả là góc A sẽ bằng 70 độ. Tương tự tam giác DEF ta có góc D sẽ bằng, mình sẽ lấy 180 độ trừ cho E và F, bằng thế vô được là 100 độ. Tam giác MNB cũng vậy, ta có góc B sẽ bằng 180 độ trừ cho hai góc M và N, thế vô mình sẽ được là 30 độ. Đúng không? Giờ tiếp theo là chú ý trong hình 4.4, tam giác ABC có ba góc nhọn nên được gọi là tam giác nhọn. Như vậy mình sẽ quan sát hình A. Hình A là mình sẽ có ba góc nhọn. Ba góc nhọn có nghĩa là ba góc mà nhỏ hơn 90 độ thì người ta gọi là ba góc nhọn. Và một tam giác có ba góc nhọn thì người ta gọi là tam giác nhọn nha. Được này. Tiếp theo mình có tam giác DEF. Tam giác DEF này mình thấy đây là hai góc nhọn, có nghĩa là hai góc này nhỏ hơn 90 độ gọi là hai góc nhọn. Mình sẽ có một góc lớn hơn 90 độ gọi là góc tù nha. Như vậy tam giác có một góc tù, người ta gọi là tam giác tù. Tiếp theo là tam giác MNP có một góc vuông nên gọi là tam giác vuông. Tam giác MNP vuông tại M thì lúc này mình sẽ có MN và MP là hai góc vuông và NP chính là cạnh vuông, đúng không? Đây, đây là một tam giác MNP có một góc vuông thì gọi là tam giác vuông. Như vậy lúc này MN và MP gọi là tam giác, là hai cạnh vuông, hai cạnh góc vuông và NP chính là cạnh vuông, đúng không? Hai cạnh mà kề với góc vuông thì gọi là hai cạnh góc vuông, còn cạnh mà đối diện với góc vuông gọi là cạnh vuông trong tam giác, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần luyện tập. Cho tam giác ABC vuông tại A, tính tổng hai góc B cộng C. Giờ mình giải câu này cho. Do tổng ba góc của tam giác bằng 180 độ. Nên mình sẽ có góc A cộng góc B cộng góc C sẽ bằng 180 độ. Góc A cộng góc B cộng góc C sẽ bằng 180 độ. Giờ góc A, tam giác ABC vuông tại A có nghĩa góc A sẽ bằng 90 độ, như chỗ này 90 độ. Đúng này. Cộng cho góc B cộng góc C. Bằng 180 độ. Bây giờ xuống dòng góc B cộng góc C sẽ bằng
180 độ trừ cho 90 độ, đúng rồi. 180 trừ 90 được 90 độ. Như vậy tổng của hai góc B cộng C sẽ bằng 90 độ. Giờ như vậy là mình xong phần luyện tập nha. Giờ câu luyện tập các em hiểu bài thì các em sẽ bấm nút hết để biết là các em hiểu bài nha. Như vậy mình sẽ có nhận xét là hai góc có tổng bằng 90 độ gọi là hai góc phụ nhau. Vậy trong tam giác vuông thì hai góc nhọn sẽ phụ nhau. Như vậy hai góc mà có tổng 90 độ người ta gọi là hai góc phụ nhau. Còn hai góc mà tổng bằng 180 độ gọi là hai góc kề bột, đúng không? Còn hai góc có tổng bằng 90 độ gọi là hai góc phụ nhau. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu vận dụng cho tam giác ABC và CX là tia đối của tia CB, đúng này. Chứng minh rằng là ACX sẽ bằng tổng của BAC cộng cho CBA. Như vậy ở đây mình sẽ có góc ACX. ACX là góc ngoài này, đúng này. Người ta kêu chứng minh cái góc ngoài này sẽ bằng tổng hai góc trong không kề với nó chính là góc A. Góc A ở đây chính là BAC. Còn góc B ở đây chính là C BA. Có nghĩa là chứng minh góc ngoài sẽ bằng tổng hai góc trong không kề của nó, đúng này. Giờ mình sẽ chứng minh như sau. Ta có mình sẽ có góc ACB. ACB là góc chứ góc C trong này, đúng này. ACB là góc góc C trong nha. A CB là góc C trong cộng cho góc C ngoài. Góc C ngoài chính là ACX, đúng không? AC sẽ bằng 180 độ. Đây là hai góc kề bột, đúng không? CG. Như vậy là mình CG là góc ACX sẽ bằng ACX. ACX sẽ bằng giờ ACX giữ nguyên, bên đây là 180 độ. Giờ cộng chuyển với hình trừ trừ cho góc ACB. Đúng này. Tiếp theo mình có cái gì nữa? Mình sẽ có cọ tổng ba góc cho một tam giác sẽ bằng 180 độ. Như vậy chưa hết là góc A chính là BAC. Góc BAC. BAC. Cộng cho góc B. Góc B ở đây chính là ABC. ABC. Cộng cho góc C. Góc C ở đây chính là ACB. Tổng ba góc cho một tam giác sẽ bằng 180 độ. Đúng này. Giờ đây mình xin nha. Xin góc A cộng góc B sẽ bằng góc A cộng góc B. Góc A chính là BAC. Cộng cho góc B sẽ bằng ABC.
xe bạn 180 độ trừ cho góc C này đem qua, đúng nè, cộng C chuyển qua C, trừ cho góc C chính là ACB. Như vậy ở đây mình thấy là cái góc ACX này sẽ bằng 180 độ trừ góc ACB. Cái tổng này cũng bằng 180 độ trừ cho ACB, đúng không? Nên mình cứ kết luận là góc này sẽ bằng tổng hai góc này. Giờ như vậy ở đây mình sẽ để là số 1. Ở đây là mình để là số 2. Giờ xuống dòng từ 1 qua 2 CD ta có từ 1 qua 2 CD. Giờ CAX CAX sẽ bằng tổng hai góc này chính là A cộng B, BAC cộng cho ABC. Như vậy ABC các em có thể viết là C BA cũng được, đúng không? Thì cái nào trước cũng được, đúng không? Ở đây các em có thể để sửa lại chính là C BA cũng được nha. Vì hai góc đó mình đọc cái tên nào trước cũng được, đúng không? Như vậy là mình xong cái vận dụng nha. Giờ cái vận dụng các em nào có kết quả giống hay, các em có thể bấm khích video, và là các em hiểu bài thì các em cũng bấm khích hay biết là các em hiểu bài nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay nha. Như vậy ở đây mình sẽ có nhận xét là góc ACX được gọi là góc ngoài tại C của tam giác ABC. Góc ACX không kề với hai góc A và B của tam giác ABC. Như vậy mình nhớ là mỗi góc ngoài của tam giác có số đo bằng tổng hai góc trong không kề với nhau, đúng không? Như vậy là mỗi góc ngoài sẽ bằng tổng hai góc trong không kề với nhau, đúng không? Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay nhé. Phần bài tập thầy sẽ làm video bài giảng kế tiếp các em nhớ đón xem nhé. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy dạng dễ dễ hiểu bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video cho bạn bè cùng lớp, cả bạn bè hàng xóm nhé. Càng nhiều bạn xem càng vui. Và em này chưa đăng ký kênh Hà Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.